Xin chào tất cả các bác, thì hôm nay xin giới thiệu tới tất cả các bác một bộ cơ hình trị giá ngoài 26 triệu các bác nhá. Thì chính xác bộ cơ hình này trị giá đó là 26 triệu 600 nghìn đồng. Thì với 26 triệu 600 nghìn đồng thì nó sẽ được những thiết bị như thế nào? Bộ KG gồm những thiết bị gì? Thì bây giờ em sẽ giới thiệu tới anh em từng thiết bị trong bộ cơ hình này. Đầu tiên đó là bộ mic LX Acoustic U805S anh em nhá. Anh em có thể thấy LX U805S, con này thì có dò thông sạch, có cảm biến tự ngắt đầy đủ hết cho anh em. Tiếng mic thì rất là đều giải, hát thì rất là bắt mic, nhẹ nhàng cho anh em. Một mặt phay nhôm màu trắng thì cũng đồng với lại cái con vang LX8 này của bên em, đều là mặt màu trắng rất là đẹp đúng không anh em. Con vang này thì nó là LX8. Con vang này thì có, như anh em có thể nhìn thấy đây, có đầy đủ các cổng Bluetooth, USB, rồi cổng quang đầy đủ hết cho anh em. Con vang này sẽ setup cho anh em làm 6 chế độ, 4 chế độ KG và 2 chế độ nghe nhạc. Tổng anh em có 6 chế độ để có thể KG anh em nhé. Đây sẽ là một cái USB để kết nối với máy tính, anh em có thể tinh chỉnh. Có khiển đi kèm anh em nhé, có khiển, có remote đi kèm để cho anh em có thể sử dụng rất là dễ dàng. Mặt trên thì anh em có thể chuyển được 2 mode, mode 1 và mode 2, và có thể chỉnh được tay, mic, sub, rồi đầy đủ các cổng này để cho anh em có thể tinh chỉnh. Sản phẩm thứ ba không thể thiếu được đó là cục đẩy LX1102D. Cục đẩy này có tích hợp quản lý nguồn. Tích hợp quản lý nguồn ở đây thì anh em có thể cắm vang, cắm mic, cắm cục sub vào và nó vẫn còn dư được một cổng nữa cho anh em, để anh em có thể cắm một thiết bị nữa vào để anh em sử dụng. Khi sử dụng thì anh em chỉ cần bật một cái cục đẩy lên thì nó sẽ cấp điện cho tất cả các thiết bị như mic, vang và cục sub của anh em. Thì khi anh em không sử dụng, anh em chỉ cần tắt một nút nguồn này thôi là nó sẽ tắt tất cả thiết bị trong bộ dàn, để anh em không phải tắt lẻ từng thiết bị anh em nhé. Cục đẩy này với công suất cho ra đó là 1000W trên một kênh. Anh em có thể đánh được 2 cặp bass 30 hoặc 1 cặp bass 40 và 1 cặp bass 30. Rất là dư công suất cho anh em. Có báo hiển thị điện áp đây. Điện áp của em đang là 225V anh em nhé. Có hiển thị dãy đèn báo tín hiệu này. Rất là chất lượng luôn anh em. Và cái ê căng này anh em có thể tháo ra để vệ sinh được này. Sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ bị bụi. Và các cái lớp chống bụi ở đây thì anh em có thể lấy cái tô vít và anh em sẽ tháo cái ốc này ra, và anh em có thể vệ sinh được cái màng này cho sạch sẽ. Tiếp theo không thể thiếu được trong bộ dàn đó là những đôi loa. Đôi loa ở đây em sử dụng là loa bass 30 từ neo và trang neo anh em nhé. Lấy KT12, sử dụng một lớp sơn sần cát, anh em có thể nhìn thấy. Và tất cả đều là hàng nhập, hàng nhập hết anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy các đường sơn thần cát rất là mịn và rất là đẹp anh em nhé. Chất lượng cực kỳ tốt, đều là hàng nhập hết. LX KT12 trở kháng 8 ohm. Công suất cho ra đó là 400W và độ nhạy 101 dB. Giá thành đáp ứng là từ 40Hz đến 20kHz. Đấy. Sơn thần cát rất là đẹp và hàng nhập nguyên con cho anh em, để anh em có thể sử dụng. Đấy, em này nhìn thấy lớp e-căng này. Lưu ý với anh em sử dụng bass 30 từ neo check neo anh em nhé. Tất cả đồng bộ neo cho ra tiếng ca và tiếng nhạc cực kỳ là sáng và sạch sẽ cho anh em. Sản phẩm nữa muốn giới thiệu cho anh em đó là một chiếc súp điện của LX Acoustic S12P. Súp điện sử dụng bass 30 gân vải anh em nhé. Gân cao su, xin lỗi anh em, gân cao su và một lớp thùng vân gỗ rất là đẹp. Bass 30 gân cao su anh em nhé, đánh tiếng bass thì cực kỳ là uy lực, rất là uy lực. Và cho anh em xem thông số mặt đằng sau của nó. Đây, anh em có thể nhìn thấy. Đây là cái tản nhiệt đằng sau này, một cái tản nhiệt đằng sau. Và thông số của nó thì anh em có thể thấy. LX S12P trở kháng 8 ohm và công suất nó là 250W anh em nhá. Bass 30 là tần từ 30 đến 200Hz. Đấy. Một cái đằng sau là anh em có thể thấy. Lưu ý với anh em hiện tại em đang dùng jack Kalong để cắm đầu vào. Con này hỗ trợ cả jack Kalong cho ra tiếng nó sẽ sạch sẽ hơn. Độ truyền tín hiệu nó sẽ tốt hơn anh em nhé. Có volt này và có cả chỉnh tần số cho anh em, đảo pha 0 hoặc 180 độ, có cầu xoắn vào để anh em có thể kết nối làm súp hơi đều được anh em nhé. Đấy, rất chất lượng đối với súp 30. Và đây nó sẽ là mặt ê căng đằng trước của nó đây, mặt ê căng sử dụng bass 30 anh em nhé. Thì em xin báo giá tới tất cả anh em, để anh em có nhu cầu mua lẻ thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với em. Mic LX U805 giá 3.3 triệu, vang LX8 giá cũng 3.3 triệu, cục đẩy 1102 với 1000W trên một kênh với giá 6.2 triệu,
đôi loa bát 30 từ đeo chắc đeo. Đôi này với giá là 10 triệu một cặp anh em nhé. Và súp lấy F12P với giá đó là 3,8 triệu một chiếc, bát 30 gân cao su anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng nên là trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Mời anh em cùng đeo tai nghe thưởng thức chất âm của bộ cô hình này. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ. Bao đổi thay anh chưa thể hiểu, ôi câu ca dần dần mà thương, mà thương. Anh lại đi khắp mọi nẻo đường, bằng câu ca và tình yêu thầm lòng. Khi chờ gió anh vẫn ấm bớt dần rồi, cũng chỉ để thương.